Em xin kính chào quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh. Em tên là Đỗ Quỳnh Trang, thuộc chi đội 95. Hôm nay em sẽ làm cảm nhận về cuốn sách về người lính mà em yêu thích nhất. Tôi luôn biết rằng mảnh đất nơi tôi đang đứng đây đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu và cả tính mạng của hàng triệu nhân dân, hàng triệu người lính Việt Nam. Hai từ người lính mang theo bao nhiêu sự cao cả, tuyệt vời trong từng dòng cảm xúc. Dù chẳng thể nhìn thấy, nhưng ta vẫn luôn cảm nhận được niềm yêu nước mãnh liệt đang chảy trong máu của những người lính Việt Nam. Và thơ ca, văn học đã khiến ta như được chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh. Cuốn sách Đừng Kể Tên Tôi của nhà văn Phan Thúy Hà cũng đã ghi lại từng trang giấy thấm đẫm máu, sự mất mát mà chiến tranh đã đem lại cho người chiến sĩ. Đừng Kể Tên Tôi, quyển sách khiến tác giả tốn nhiều thời gian, công sức để tìm gặp những người lính đã may mắn sống sót trở về. 21 câu chuyện là 21 số phận khác nhau trước và sau chiến tranh. Những lời văn mộc mạc và giản dị đó chính là những người lính, người thân của họ kể. Những người không trở về được, người thân của họ sẽ luôn cảm thấy đau lòng, day dứt và không nguôi ước mong tìm kiếm. Nhưng tại sao người thân của những người may mắn trở về lại trằn trọc và đau khổ? Chiến tranh dù đã lùi xa nhưng những di chứng, dấu tích của nó vẫn còn tồn đọng trên người người lính may mắn trở về. Tôi không thể nào quên được câu chuyện về người lính Nguyễn Văn Tranh đã bị pháo cắt đôi ống tay từ khuỷu tay trở xuống, cánh tay dính vào cơ thể, được đỡ bằng một mảnh da và một cụm gân. Trong lúc tổ liên lạc đang cố gắng băng bó thì anh lại ra lệnh cho kiểu duy tí liên lạc tiểu đoàn chặt đứt phần lồng lặng cho tiện băng bó. Sự dũng cảm, anh dũng của những người lính trong những câu chuyện dường như là bất tận, khiến cho giới trẻ người đọc phải cảm thấy khâm phục, ngạc nhiên. Khi đọc quyển sách này, điều mà tôi thấy đau lòng và nhức nhối nhất đó là khi đứng trước cổng tử thần, họ mơ mộng, họ ước nguyện những điều giản dị đến lạ thường. Đó là những bữa cơm cùng ba mẹ, những khung cảnh được đổ vui bên những cánh đồng bát ngát. Nhưng tất cả ước mơ, nguyện vọng ấy lại không hề dễ dàng để thực hiện. Trong chiến tranh, có mấy ai thực hiện được những điều đơn sơ giản dị ấy? Vì khi chưa kịp thực hiện thì họ đã hy sinh cho đất nước, hy sinh cho tương lai. Họ nhung nhớ, ước mơ, nhưng tất cả những điều ấy chỉ là viển vông. Cuốn sách Đừng Kể Tên Tôi không những cho tôi biết được những người lính không chết vì bom đạn, mà còn cho biết được một sự thật nghiệt ngã trong chiến tranh là họ còn chết vì bị đói, bị rét, vì bị ăn thịt bởi những con thú dữ ở trong rừng. Nếu như những quyển sách nói về nơi chiến trường ác liệt khiến ta phải khâm phục ngưỡng mộ, thì số phận của những người lính trong quyển sách này sẽ khiến ta phải cảm thán vì sự dũng cảm, lòng quyết tâm của họ. Mỗi trận chiến có thể diễn ra tại một địa điểm giống nhau về tính chất, về sự ác liệt, sự tàn bạo, nhưng mỗi vết thương trên người họ lại mang một ý nghĩa khác nhau. Quyển sách cũng cho tôi hiểu thêm rằng những vết thương, những ký ức của họ nó không ở lại nơi chiến trường ác liệt mà nó đi theo họ đến hết cả cuộc đời. Làm sao mà có thể quên được câu chuyện Hầm Tránh Bom Mỹ và giờ là nơi tôi trốn chạy chồng lên cơn. Câu chuyện nói về một người lính trong trận chiến mùng 2 Tết Mậu Thân. Anh bị một mảnh đạn ghim sâu vào thái dương, khiến cho thần kinh của anh không còn được ổn định. Sau khi trở về, vết thương ấy không ngừng hành hạ, giày vò anh. Mỗi khi trái gió trở trời, nó lại lên cơn. Cứ lên cơn xung phong rồi chạy quanh nhà, còn tưởng vợ con là giặc, nhiều khi còn đốt cả nhà. Chớ trêu là vậy, nhưng cuộc đời lại còn đau khổ hơn, khi người con của anh cũng phải chịu nỗi đau như anh. Và giờ đây, người con dâu phải gánh những nỗi cay cực như mẹ. Căn hầm ngày xưa dùng để tránh bom thì giờ lại là nơi để hai mẹ con ẩn nấp mỗi khi chồng lên cơn. Thời gian cứ thế trôi, không biết bao nhiêu gia đình có cùng hoàn cảnh như vậy. Quyển sách Đừng Kể Tên Tôi cũng cho tôi biết rằng nếu mà có thể quay trở lại, họ vẫn sẽ hành động như vậy. Họ vẫn chiến đấu, hy sinh hết mình dù biết rằng sẽ có những vết thương không thể nào xóa đi để lại. Dẫu hàng ngày, hàng giờ, họ bị hành hạ bởi những tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần. Họ phải trằn trọc vật lộn để có cơm áo gạo tiền, nhưng họ vẫn chưa một lần đứng lên nêu tên hay nêu những việc làm của mình đối với đất nước. Vì họ được trở về nhà đã là một may mắn rất lớn so với những người đồng đội ngã quỵ trên chiến trường, từ những con người lành lặn mà giờ đây lại mất mát thế này. Nhưng có lẽ rằng bản thân họ chưa từng cảm thấy hối hận. Độc lập, tự do, hòa bình là những thứ mà dù có phải đánh đổi cả tuổi trẻ, cả ước mơ, tình yêu và mạng sống, họ vẫn chưa một lần thấy nuối tiếc. Trên chiến trường, dù có phải ngã quỵ, nằm xuống thì những người lính ấy vẫn muốn một lần có thể nhìn thấy ánh sáng, luồng ánh sáng của sự tự do. Chính bản thân họ muốn kề vai bên nhau, đứng thẳng trước nòng súng của địch, bởi vì đó chính là cách duy nhất để đến với con đường hòa bình. Tuy rằng họ chưa một lần kể tên, chưa một lần nói về những công lao to lớn của mình, nhưng trên đời này sẽ không có bất cứ một thứ gì bị lãng quên.
quyển sách Đừng Kể Tên Tôi của nhà văn Phan Thúy Hà đã đứng lên và nói về họ. Tôi cũng biết ơn bà vì chính bà đã cho chúng tôi, những thế hệ trẻ, có thể biết thêm và thấu hiểu về những nỗi đau của những người lính đã ngày đêm đấu tranh vì Tổ quốc. Cảm ơn những người lính đã dũng cảm và anh dũng đứng lên để bảo vệ đất nước thân yêu này. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe phần cảm nhận của em.